Người lão hóa da thì dùng gì? Tham khảo 3 hoạt chất sau của bác sĩ nhé. Hoạt chất đầu tiên đó chính là hoạt chất đến từ nhóm retinoid, và cụ thể ở đây là retinol với nồng độ từ 0,5 đến 1.0%, hoặc là tretinoin với nồng độ là 0,025 đến 0,05% nhé. Tác dụng của nhóm retinoid là làm đồng đều sắc tố da, hỗ trợ tăng sinh collagen và elastin trên da, và đặc biệt là với những bạn nào mà có những cái nếp nhăn nhỏ, khi mà mình sử dụng nhóm retinoid thì còn hỗ trợ giảm những cái nếp nhăn tương đối là tốt. Ví dụ như là tretinoin của Obagi, của Retinol, hoặc là với những bạn nào mà điều kiện kinh tế thấp hơn thì mình có thể lựa chọn tretinoin của YSP nhé. Hoạt chất số 2 đó chính là vitamin C. Vitamin C với nồng độ từ 10 đến 20% hoàn toàn mang lại cái hiệu quả hỗ trợ làm sáng da và chống oxy hóa cực kỳ tốt cho làn da của mình. Và có một điều nữa là khi mà mình sử dụng vitamin C vào ban ngày cùng với kem chống nắng, nó sẽ làm tăng tác dụng của kem chống nắng lên. Nó sẽ giúp bảo vệ cái làn da của chúng ta một cách tốt hơn. Vitamin C của Obagi, của Imit hoặc là vitamin C của Good Endox là một trong những cái dòng giá tương đối là bình dân mọi người có thể sử dụng nhé. Số 3 là một thành phần vô cùng thân thuộc với mọi người, đó chính là kem chống nắng. Kem chống nắng là phương pháp dưỡng trắng da và ngăn ngừa lão hóa da tốt nhất. Và lưu ý khi sử dụng kem chống nắng cho da lão hóa thì mình sẽ ưu tiên có chỉ số SPF 30 cộng trở lên, chỉ số PA 4 cộng, hoặc là mình sẽ nhìn có chữ spectrum này nhá, có nghĩa là kem chống nắng phổ rộng nhá. Kem chống nắng Amit này, kem chống nắng Pharmona hoặc là kem chống nắng Matidum nhá, là một trong những loại đang rất là nổi tiếng hiện nay. Và cuối cùng là lưu ý dành cho những bạn có cái làn da lão hóa là cần kiên trì điều trị và cần có một cái routine chăm sóc da kết hợp phù hợp. Và bạn nên có sự tham khảo của bác sĩ da liễu để cái routine chăm sóc da của bạn mang lại sự hiệu quả tốt nhất nhé.